đang xem những hình ảnh của lễ hội áo dài áo bà ba với chủ đề Duyên dáng phương Nam tại thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương thành phố Cần Thơ 2003-2023. Theo anh đến miền Cần Thơ, theo anh về với miền Dương, qua thơm trái ngọt quang sai ngây ngất lòng. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2023. Thời điểm bây giờ là cũng gần 6 giờ sáng rồi nha các bạn. Thời tiết ngày hôm nay cũng khá là thuận lợi cho lễ hội diễn ra, tại vì trời bữa nay là không có mưa. Và các bạn có thể là nhìn thấy ở phía trước màn ảnh có đông đảo các chị em phụ nữ đến từ khắp mọi nơi, mọi ban ngành để cùng quy tụ về đây tham gia lễ hội trang phục áo dài áo bà ba với chủ đề Duyên dáng phương Nam nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương thành phố Cần Thơ 2003-2023 với sự quy tụ của 5.000 khoảng 5.000 chị em phụ nữ đến từ mỗi ban ngành của thành phố Cần Thơ. Trong đây là mình thấy có lực lượng khá là đông, đó là các bạn học sinh, sinh viên từ các trường Đại học Cần Thơ, rồi Đại học Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ, Đại học Kinh tế Công nghiệp Cần Thơ, rồi Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và nhiều ban ngành khác như là VNPT, còn nhiều ban ngành khác nữa nha các bạn, cùng quy tụ về đây để cùng tham gia lễ hội trang phục áo dài áo bà ba. Và các bạn có thể là nhìn thấy là bây giờ các cô cũng đang hướng dẫn cho đoàn diễu hành đang chỉnh đốn lại y phục rồi chuẩn bị cho phần diễu hành vào sáng ngày hôm nay. Và bây giờ mời các bạn cùng xem qua một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị, sau đó là đến phần lễ chính, đó chính là diễu hành từ khu vực bến phà cũ của thành phố Cần Thơ đến công viên sông Hậu, gần khu vực sân vận động, bạn gần sân vận động của thành phố Cần Thơ. Và lễ diễu hành bữa nay chia thành hai nhánh, một nhánh từ khu vực mình đang đứng ở đây đến khu vực lễ đài và một nhánh ở nhà hàng Lúa Nếp. Tuy nhiên thì mình chỉ quay được một nhánh thôi nha các bạn, mình ghi hình được một nhánh thôi. Và các bạn cũng có thể là nhìn thấy chỉ có một nhánh thôi mà không khí phải nói là rất là tưng bừng, rất là náo nhiệt. Và không để mất nhiều thời gian nữa để các bạn cùng tập trung xem video nhé. Xin mời các bạn.
thỉnh thoảng con xuồng bé nhỏ mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thường lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sông Trăng hôm nay cái điệu lâm thôn, đàn én trao nghiêng xuồng sao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chỉ cáo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá các bạn đang xem những hình ảnh của lễ hội trang phục áo dài áo bà ba tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, và kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương thành phố Cần Thơ 2003-2023. Và hiện bây giờ các bạn đang xem những hình ảnh của đoàn diễu hành áo dài áo bà ba đi từ nhánh thứ nhất khách sạn Netta tại bến phà Cần Thơ cũ đến công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
lễ hội trang phục áo dài áo bà ba ngày hôm nay với chủ đề duyên dáng phương Nam, quy tụ khoảng 5.000 chị em phụ nữ đến từ các ban ngành của thành phố Cần Thơ. Và phần đông đó là các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và nhiều ban ngành khác cùng tham gia trong lễ hội diễu hành ngày hôm nay.
chị em trong trang phục áo bà ba, áo dài đang bước trên sân khấu diễu hành qua khu vực đại biểu khán giả. Không khí lễ hội thật tưng bừng khi các em vẫy tay chào những nụ cười rạng rỡ. Xin xin chào những người phụ nữ Cần Thơ duyên dáng thân thương đang cho thấy sức hấp dẫn, giá trị văn hóa trong trang phục đậm đà hương sắc vùng đất phương Nam. Hậu Giang ơi nước suối xa.
truyền thống đặc trưng thương hiệu, càng tô lên vẻ đẹp nét duyên của vùng đất phương Nam, chứa chan cả mạnh hồn quê hương, tự tình dân tộc như lời trao biết tại lễ hội của Liên Hợp Quốc thường trực Trung Hòa Bình. Quê hương tôi miền Nam yêu dấu, áo bà ba cùng với áo dài, dịch ca khúc hồn quê bản sắc, Việt Nam mình hướng tới tương lai. Lòng